Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tại quốc gia tỷ dân, đó là Trung Quốc với một trận động đất đã xảy ra ở tại đất nước này. Thưa quý vị, có tới hơn 370 lính cứu hỏa vẫn đang miệt mài tìm kiếm nạn nhân ở thị trấn Cao Đen ở thành phố Mã Nhĩ Khang thuộc Châu Tự Trị A Bá, xin lỗi quý vị, của Trung Quốc sau khi trận động đất mạnh này xảy ra vào hôm thứ Sáu, tức là ngày 10 tháng 6 vừa qua. Sau 4 tiếng đồng hồ leo núi, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường vào trưa thứ Bảy ngày 11 tháng 6 và ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm cứu hộ nạn nhân động đất. Trong khi đó, một nhóm dựng lều và phân phát nhu yếu phẩm cũng như thuốc men cho người dân bị ảnh hưởng. Tính đến nay, 134 người thuộc 38 hộ gia đình đã được di chuyển đến nơi an toàn. Theo giới chức địa phương, nhất 4 người bị thương và hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 6 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Trung tâm Động đất Trung Quốc, thành phố Mã Nhĩ Khang thuộc Châu Tự Trị A Bá đã hứng chịu hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,8 và 6 trong sáng mùng 10 tháng 6.